Ông già Noel chào các bạn đi nè. Xin chào các bạn. Năm nay ông già Noel sẽ giới thiệu mấy sản kẹo này nha. Có xin nữa nè. Ông già Noel nói không? Già Noel hôm nay làm gì nè? Sữa và kẹo. Ông già Noel có sữa và kẹo thì ông già Noel sẽ đi làm gì? Ý ông già Noel nói là em nhỏ nào mà ngoan thì sẽ được ông già Noel tặng cho quà, còn em nhỏ nào mà không ngoan á, thì ông già Noel sẽ không tặng quà cho em đó, đúng không? Dạ đúng. Dạ đúng. Rồi chúng ta sẽ đi phát quà thôi. Ông già Noel sẽ cầm cái gì đó, cầm một giỏ quà và một cái gậy quả cầu pha lê tuyết để đi phát quà cho các bạn nha. Bạn nào ngoan? Qua. Dạ, em là chó trắng, em rất là ngoan. Rồi, phát sữa và phát sữa và phát kẹo cho em chó đúng không? Rồi để kế bên em chó luôn nha Noel ơi. Đó. Em chó sẽ được uống sữa con voi và ăn kẹo cuộn nha. Bye bye em chó. Bye bye ông già Noel. Và ông già Noel tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Chào ông già Noel. Này ông già Noel sẽ phát kẹo và sữa nè. Con và con trai em sẽ ăn màu tím. Dạ con là con trai nên con sẽ nhận màu tím và một hộp sữa. Cảm ơn ông già Noel nha. Thì mà hàm uống nha nha. Dạ, cảm ơn ông già Noel. Nào mà nhân giá tay của con trai á. Bye bye ông già Noel nha. Bye bye. Bye bye. Xin chào em mèo nhỏ. Dạ, mèo nhỏ chào ông già Noel. Ông già Noel có bánh kẹo và sữa. Dạ, mèo nhỏ ngoan lắm nè, ông già Noel phát bánh kẹo cho mèo nhỏ nha. Đứa nào cũng ngoan hết. Đứa nào cũng ngoan hết, ông già Noel nói đứa nào cũng ngoan hết. Ông già Noel phát bánh kẹo hết cho tất cả luôn. Rồi, ông già Noel để được không? Để cho ông chùm ông già Noel nha. Rồi, cẩn thận nha. Bye bye ông già Noel. Ông già Noel lại tiếp tục đi. Xin chào em khủng long. Dạ, khủng long xin chào ông già Noel. Rồi ông già Noel làm gì đó? Ông già Noel có kẹo và sữa. Để cho bạn khủng long, đúng không? Dạ, cảm ơn ông già Noel. Khủng long sẽ là một em bé ngoan. Bye bye ông già Noel. Bye bye. Bye bye. Bạn ơi. Dạ, nay con cũng xin chào ông già Noel. Chú có kẹo thả rửa em ơi không? Dạ, cảm ơn ông già Noel. Ông già Noel chắc kẹo và sữa cho kẹo bạn Nai nha. Sao phải kẹo và sữa? À, cho bịch kẹo và sữa rồi, để xuống cho bạn Nai luôn. Để trước mặt bạn Nai luôn, ông già Noel ơi. Wow, thích quá, thích quá. Cảm ơn ông già Noel. Nay con sẽ học thật giỏi. Hết sữa luôn rồi hả ông già Noel? Cảm ơn ông già Noel, nay con hứa sẽ học thật giỏi. Bye bye. Dạ, bye bye ông già Noel. Ông già Noel đi về luôn. Hết sữa, hết sữa hết luôn. Rồi ông già Noel cầm quả cầu pha lê tuyết nè. Ông già Noel. Và ông già Noel quơ quả cầu pha lê tuyết. Ông già Noel hô biến đi. Rồi ông già Noel quay một vòng hô biến đi. Hô biến. Rồi vậy là ông già Noel đã biến mất tiêu rồi các bạn ơi. Ông già Noel đã đi về rồi. Và video về ông già Noel phát quà cho các bạn nhỏ đến đây là hết rồi. Ông già Noel ơi, hô biến ra, chào tạm biệt các bạn nè. Hô biến. Wow, ông già Noel yến ra rồi. Chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.
Bye bye, các bạn nhỏ nhớ ngoan để được nhận quà của ông già Noel nha.